xin chào các bạn. Ngày hôm nay cô sẽ quay lại để hướng dẫn các bạn cách chăm sóc sau khi phun xăm và điêu khắc. Thì đây là một số những cái điều mà các bạn học viên ở đây cũng như là rất là nhiều bạn học viên nhắn tin hỏi cô là cô ơi, sau khi mà bọn em thực hiện xong cái quá trình phun xăm điêu khắc cho khách hàng ấy, thì cần phải dặn dò khách hàng cách chăm sóc như nào sau khi làm mày, mí hay là môi. Thì hiện tại thì dù các bạn học ở đây hay học bất kỳ đâu thì các bạn cũng sẽ đều được hướng dẫn cách chăm sóc khách hàng sau khi chúng ta làm dịch vụ phun xăm ha, những cái dặn dò đối với khách hàng. Nhưng mà có nhiều bạn thì cũng chưa có lắm được đầy đủ nhất để các bạn có thể tư vấn cho khách hàng một cách tốt nhất. Và khi mà các bạn không có tư vấn kỹ cho khách hàng thì sau này rất là dễ cái trường hợp là khách hàng bị những cái bất ngờ nó xảy ra, và lúc đó khách hàng sẽ quay lại đổi cho các bạn là về cái vấn đề kỹ thuật này kia các bạn làm chưa tốt. Tất nhiên thì vẫn có thể là do một số những bạn chúng ta vừa học xong thì chúng ta vẫn có thể là cái kiến thức chúng ta làm nó sẽ không được tốt, nó sẽ không được vững. Nhưng mà chúng ta khi mà chúng ta cố gắng làm những cái sản phẩm, hoàn thiện những cái sản phẩm, thì cái bước mà hướng dẫn chăm sóc khách hàng cũng là điều cốt yếu để chúng ta có được một cái sản phẩm hoàn thiện và để khách hàng có lòng tin cũng như là tin tưởng chúng ta, yêu thương chúng ta nhiều hơn. Thì đầu tiên thì cô sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà chăm sóc, hướng dẫn chăm sóc khách hàng sau khi phun mày và phun mí mắt xong. Thì cô sẽ thường dặn các bạn đó là kiêng nước trong vòng 3 tiếng đầu tiên. Trong vòng 3 tiếng đầu tiên rất là quan trọng nhé các bạn. Bởi vì cái lúc này mình cần cái thời gian để cho cái mày hay là cái mực mí, nó có thể mực mày hay mực mí, kể cả mực môi cũng vậy, nó có thời gian để nó khô, nó thẩm thấu vào da môi. Tất nhiên là cái bước chúng ta đi kim vô da ấy, thì nó cũng đã đưa mực xuống cái tầng da mà chúng ta muốn rồi, đúng không ạ? Nhưng mà cái thời điểm đầu tiên thì cái vết thương khi chúng ta đi kim vô nó cũng giống như đi kim vào cái vùng da và tạo một cái vết thương hở để chúng ta đưa mực xuống da, thì nó cũng là cái thời gian đủ để chúng ta cái kem này á, nó khô lại, nó khép lại, cái vết thương hở nó bị khép lại, thì nó sẽ tránh cái trường hợp mà chúng ta khi vừa mới phun xăm xong thì chúng ta đưa nước vào luôn, nó sẽ có thể làm trôi đi bớt một số cái phần mực mà chúng ta muốn đưa vào da ha. Đó là kiêng nước trong vòng 3 tiếng đầu tiên đó. Và cô luôn dặn các bạn đó là tránh dầu gội đầu, sữa rửa mặt, những chất tẩy rửa trong vòng 3 ngày đầu. 3 ngày đầu nha các bạn. Tất cả những dầu gội đầu, sữa rửa mặt đó là những cái chất mà có cái tác dụng là làm sạch, nó đều là những cái chất tẩy rửa, thì nó có thể là ảnh hưởng đến cái phần màu mực của chúng ta trong cái thời gian đầu tiên này. Vì cái thời gian mới thì chúng ta đưa mực vào da thì nó cần phải được chăm sóc, được bảo quản một cách kỹ nữa, để nó tránh cái trường hợp nó ảnh hưởng đến phần màu mực, gốc mực khi chúng ta đưa vào da nhé. Đó. Và cái tiếp theo đó là trong vòng 24 giờ, thì sau 24 giờ chúng ta sẽ thoa thuốc mỡ, chúng ta có thể thoa cái thuốc mỡ một lớp mỏng thôi và ngày 2 lần. Cái điều này thì nó cũng không quá quan trọng đâu, nhưng nó sẽ dành cho một số những cái trường hợp đặc biệt nhé. Đối với những cái trường hợp da mà khô, da mà trung bình, trung tính đó, da dầu vùng chữ T này kia, thì các bạn không cần phải chăm sóc một cách kỹ lưỡng như vậy. Nhưng có một số những cái da, thứ nhất là da thuộc dạng da nhạy cảm này, da dầu nè, và khi chủ da mỏng đó, khi chúng ta làm ấy, chúng ta có thể thấy được luôn là khi chúng ta đi kim vào da của khách hàng ấy, thì thường là khách hàng sẽ bị trỗi máu lên đó, hoặc là cái mực chúng ta muốn đưa vào da nó sẽ không ăn màu nhiều và nó có thể đổi màu. Thì đấy là một trong số những cái trường hợp da đặc biệt, thì chúng ta có thể dặn dò khách hàng đó là bôi cái thuốc mỡ đó, bôi cái thuốc mỡ lên ngày 2 lần. Còn đối với những cái trường hợp da bình thường thì chúng ta không cần phải dặn dò khách hàng bôi ha, cứ để tự nhiên, không cần bôi ô thì luôn luôn dặn dò khách hàng là không cần phải bôi bất kỳ cái sản phẩm gì lên trên mày, trên mí của chúng ta cả. Và tiếp đó là trong quá trình mà khi chúng ta bong chóc
khô vậy và bong chóc cái mày á, thì thường nó sẽ không được bong hết ngay, nó sẽ bong đi một cái mảng và nó chỉ có một nửa thôi nha các bạn, và còn một nửa lại nó có thể vẫn dính lên da, thì chúng ta sẽ không sử dụng cái phương pháp đó là cạy đó, cạy chóc, và chúng ta để cho nó bong một cách tự nhiên thì nó sẽ đảm bảo được cái chất lượng của cái mực khi chúng ta đưa vào da chúng ta sẽ tốt hơn rất là nhiều so với việc chúng ta sử dụng tay để cạy đi các cái lớp vảy khi mà nó bong chóc ha. Nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái phần màu mực ổn định ở trên da của chúng ta. Tất nhiên những cái lớp vảy mà đã bong chóc tự nhiên rồi thì nó sẽ giữ được màu tốt hơn, nó đủ cái thời gian rồi thì nó sẽ bong chóc ra, nó tự động bong chóc ra thì nó sẽ tốt hơn. Nhưng đối với cái lớp vảy mà nó vẫn còn dính ở trên da và nó chưa có bong chóc hoàn toàn mà chúng ta sử dụng cái tay hoặc bất kỳ cái vật gì để chúng ta cạy bóc đi thì nó sẽ bị ảnh hưởng đến cái màu mực, và chúng ta không nên sử dụng bất kỳ phương pháp gì để tác động vào nó trong cái quá trình bong chóc ha. Rồi, đối với việc phim môi á thì chúng ta có một cái mẹo nhỏ, đó là chúng ta có thể bỏ một viên đá nhỏ, viên đá lạnh á, viên đá lạnh mà chúng ta để trong ngăn đông đó, chúng ta cho vào một cái bao tay cao su hoặc một cái túi bóng trường và để lên môi từ khoảng 5 đến 10 phút và lăn qua lăn lại trên môi. Đó là một cách mà sau khi chúng ta phun xong, mà một số những cái trường hợp môi nó có thể là những cái trường hợp cơ địa mà môi nó bị sưng nề hơn rất là nhiều. Tất nhiên là ở đây khi các bạn học á, thì cô hướng dẫn các bạn cái kỹ thuật mà đi lớp màu nhẹ nhàng nhưng mà nó vẫn có đưa mực vào da, nó vẫn no màu nha các bạn. Nhưng nó sẽ bong trong vòng 48 tiếng và nó sẽ không có gây ảnh hưởng gì, cũng như là nó sẽ bong chóc rất là nhanh, chúng ta không cần phải thời gian kiên cữ. Nhưng mà có một số các bạn thì các bạn có thể là không học cái kỹ thuật đó, các bạn vẫn đi theo những cái kỹ thuật phun truyền thống, thì cái lớp phun của chúng ta nó sẽ hơi dày, và có thể là khi mà chúng ta đi mà cái lực tay chưa đều này, chưa ổn định này, chúng ta có thể làm cái môi nó đi kim thì có chỗ sâu, chỗ nâu, chỗ có màu và chỗ không có màu thì nó có thể gây cái hiện tượng tổn môi đi chẳng hạn, thì nó sẽ gây hiện tượng sưng nề nhiều. Thì chúng ta có thể sử dụng một viên đá lạnh nhỏ, chúng ta cho vào cái bao tay cao su mà chúng ta làm ấy, nhưng mà bao tay cao su sạch nha các bạn nha. Thì các bạn có thể chườm lên môi cho khách 5 đến 10 phút, hoặc là sau khi làm xong, hoặc là ở hiện tại thì đối với ngành phun xăm chúng ta cũng có rất là nhiều cái máy để hỗ trợ, máy làm tan bầm này, rồi máy dung làm cho cái môi của chúng ta nó nhanh trở lại bình thường, nó nhanh lành lại, giống như cái máy massage cái môi sau khi chúng ta vừa mới thực hiện kỹ thuật xong ấy, thì chúng ta có thể sử dụng cái đó. Hoặc chúng ta không có thì chúng ta sử dụng cục đá mà như cô đã hướng dẫn ở lần đầu tiên ha. Cái tiếp theo đó là đối với môi ấy, thì chúng ta kín nước trong vòng 24 giờ và chúng ta hạn chế để tiếp xúc cái môi với nước nhiều nha, hạn chế cho cô trong cái thời gian 24 giờ đầu tiên. Đối với cái trường hợp mà khi chúng ta vừa mới làm xong ấy, thì chúng ta có thể là có hai cách các bạn nhé. Để giảm sưng ấy, thì ngay từ lúc đầu, nếu như các bạn mà vừa mới bắt đầu làm ấy, trước khi cho khách ủ tê cho khách này kia, thì các bạn có thể cho khách ngậm alpha tray 2 viên dưới lưỡi đó, thì các bạn có thể cho khách ngậm alpha tray trước sau khi chúng ta làm xong, thì để đảm bảo cái tình trạng ngăn ngừa cái mụn nước này kia này, thì chúng ta cũng có thể là cho khách ngậm tiếp 2 viên sau khi làm. Và chúng ta phải nhớ là trong 15 phút đầu tiên á, thì rất dễ là cái môi của chúng ta nó có thể bị nhiễm vi khuẩn nếu như chúng ta không vệ sinh sạch sẽ cho khách này. Và khi khách vừa mới làm xong ấy, thì thường là chúng ta lên kêu khách hoạt động môi liên tục. Khi mà hoạt động môi liên tục thì máu cũng như là nước mô nó sẽ đẩy ra ở cái thời điểm đó, 15 phút đầu đó, và sau 15 phút đầu đó chúng ta sẽ vệ sinh sạch cho khách.
thì chúng ta mới cho khách đi về nhá. Còn chúng ta hạn chế việc cho khách là khi vừa phun xong là khách đã đi về luôn, bởi vì 15 phút sau phun rất là quan trọng, các bạn nên cho khách ở lại và cũng như là vệ sinh sạch cho khách sau khi khách hoạt động môi. Mình yêu cầu khách là ngồi hoạt động môi liên tục để nó có thể ra đẩy hết cái lớp mô ra và chúng ta vệ sinh sạch, bởi vì có một số khách là họ không có dám động chạm vào cái môi sau khi phun xong ấy, thì thường máu và nước mô có thể là chúng ta làm mạnh tay quá này, hoặc là cái môi nó mỏng quá thì nó khi mà đi kim vào nó sẽ hơi bị tổn thương, và sau khi chúng ta làm xong á thì nó sẽ có một chút dớm máu ra này, một chút nước mô nó ra này, và khách không dám động chạm vào và họ để khô lên như vậy luôn. Không biết các bạn cho làm trong ngành dịch vụ của chúng ta ấy, các bạn kỹ thuật viên, các bạn đã gặp những trường hợp khách hàng đó chưa? Nhưng mà thực tế thì cô đã gặp rất là nhiều cái trường hợp khách hàng như vậy rồi, và cô luôn luôn dặn các bạn cũng như dặn khách hàng đó là phải vệ sinh sạch trước khi cho khách đi về, và cũng như là nếu mà nỡ mà khách mà có việc bận, khách cần về luôn, thì chúng ta vẫn dặn khách là trên đường về cũng như là về đến nhà chúng ta hoạt động liên tục trong cái thời gian đầu đó vừa mới làm xong, và chúng ta vẫn lau sạch nhé, chúng ta lấy bông thấm nước muối và chúng ta vệ sinh sạch cái môi đi, chứ không giữ cái nước môi hay là máu ở trên môi nhé, lúc nó khô lại nó rất là nhìn nó rất là kỳ, và nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái trường hợp đó là nó sẽ gây ra cái hiện tượng mụn nước sau khi bong đó, viêm nhiễm nó rất dễ xâm nhập vào thời điểm đó các bạn ha. Rồi tiếp đó là chúng ta sẽ dặn khách là ngậm alpha tray. Cô xin lỗi mọi người nhé, lúc nãy cô có hơi nhầm một chút, thì chúng ta mua thuốc acyclovir để ngăn ngừa mụn nước đó, còn alpha tray là chúng ta cho khách ngậm sau khi làm xong đó, để tránh cái hiện tượng đó là giảm sưng. Alpha tray nó có tác dụng là giảm sưng, chống viêm, tan máu bầm, và khi chúng ta vừa mới làm xong cũng như là trước khi chúng ta bắt đầu làm thì chúng ta đều có thể cho khách ngậm đó, để tránh cái trường hợp sưng đau của khách hàng và chống viêm nhiễm sau khi làm xong. Còn trường hợp mà khi mà khách mà khi mà khách đi về, chúng ta có thể dặn khách là mua cái acyclovir để uống để ngăn ngừa viêm. Còn cái một số cái trường hợp như là các bạn phải ăn kiêng, thì ăn kiêng nếp này, rau muống này, nước tương, đồ mặn, hải sản, thịt bò trong vòng 15 đến 30 ngày sau khi phun đó. Thì đối với cái công nghệ phun hiện tại mà cô đang đào tạo cho các bạn ấy, thì cô không có bắt các bạn dặn dò khách là phải kiêng quá nhiều. Các bạn vẫn có thể ăn hải sản nè, và ăn một số những cái đồ ăn khác, nhưng mà chúng ta chỉ cần vẫn ăn uống bình thường, không cần phải kiêng em quá nhiều. Chúng ta chỉ cần dặn khách là kiêng dùng cô nước tương này, thịt bò này, cà phê trong thời gian từ 15 đến 30 ngày là tốt nhất, và hạn chế không được sử dụng son. Bởi vì trong bất kỳ các sản phẩm son này, nếu mà chúng ta sử dụng lên để che lên thì cái hàm lượng chì nó rất là cao, những bạn son nào cũng sẽ có hàm lượng chì đó, mức cho phép hoặc là mức không cho phép, nó có thể vượt qua đó, mà chúng ta thì không biết là nó sẽ ở mức nào thì phù hợp. Thành ra là vì hiện tại là bây giờ rất nhiều các sản phẩm son trôi nổi trên thị trường, nên các bạn cũng hạn chế là sử dụng son cho cô trong cái thời gian đầu khoảng 15 đến 30 ngày. Chúng ta không nên sử dụng son nhé, vì cái môi vừa bong chóc ra thì nó lại càng dễ để thẩm thấu những cái hàm lượng chất chì trong son, hoặc là những cái hoạt chất khác trong son, nó sẽ có thể ảnh hưởng đến cái màu môi của chúng ta. Rồi, và chúng ta có thể thoa Vaseline này, hoặc là vitamin dưỡng môi trong vòng 24 giờ, và ngày thoa 3 lần, thoa liên tục trong vòng 1 đến 2 tháng sau phun thì càng tốt. Đó là sẽ tốt cho môi của chúng ta. Ngay cả chúng ta sau khi phun, chúng ta cũng nên sau khi phun 1 tháng hay là 2 tháng, kể cả sau 2 tháng hay chắc nữa, bạn cũng nên bôi dưỡng Vaseline này hoặc vitamin cho môi. Bình thường các bạn cũng nên bôi, bởi vì nó sẽ rất tốt cho môi, tránh cái trường hợp bị khô môi, và môi của chúng ta cũng nào cũng mềm mịn căng mọng. Tiếp đó là sau khi chúng ta ăn uống xong ấy, thì tránh cái trường hợp đó là chúng ta để
khi chúng ta vừa phun xong, chúng ta dặn dò khách hàng đó là tránh cái trường hợp mà để đồ ăn hoặc là thức ăn mà nó dính trên môi nha. Khi chúng ta vừa mới phun xong thì những cái đó khi mà dính vô thì nó rất có thể gây ảnh hưởng, làm nổi mụn nước đó, và nó những cái gia vị trong cái thức ăn của chúng ta có thể nhanh thẩm thấu vào, nó làm có thể trong đồ ăn của chúng ta sẽ có thể làm cay mặn, cay chua mặn ngọt đi, nó cũng có thể làm ảnh hưởng đến cái môi của chúng ta, nó gây cái tình trạng là bỏng rát hoặc nóng đó hoặc sót đó, thì chúng ta không nên sử dụng. Khi mà chúng ta ăn uống thì chúng ta cũng không nên để đồ ăn mà nó dính lên trên môi nhiều nha. Và khi mà ăn uống xong thì các bạn nhớ là dặn dò khách hàng đó là vệ sinh sạch bằng nước muối sinh lý hoặc là cái nước đun sôi để nguội, và để nguội nha các bạn, không có dùng nước ấm nhé. Tiếp đó là để môi bong tự nhiên, không cạy vẩy, không tác động lên cái môi khi mà nó có cái quá trình bong chóc. Và chúng ta nên uống nhiều nước này, ăn nhiều trái cây chứa vitamin C như là thơm, như là cam, như là bưởi, thì nó sẽ kích thích cái việc lên màu nó được chuẩn xác hơn, lên màu môi nó đẹp hơn ha. Và cô có một cái lưu ý nhỏ này, khi mà chúng ta bị mụn nước ấy, chúng ta có thể ra hiệu thuốc để chúng ta hỏi những cái người tư vấn bán thuốc rằng cái tình trạng môi của chúng ta bị lên mụn nước thì chúng ta cần phải sử dụng cái gì. Nếu trường hợp chúng ta bị nhẹ thì chúng ta có thể mua trang gala bôi vào đầu mụn nước để cho nó nhanh lành, hoặc là khi mà chúng ta bị tình trạng nặng ấy, người ta có thể phát cho chúng ta, bán cho chúng ta cái Acyclovy dạng bôi và cả dạng uống luôn, nếu như chúng ta không kiêng cữ tốt mà bị tình trạng như vậy. Rồi, cái thứ hai chúng ta quan tâm đến việc đó là chăm sóc sau khi điêu khắc. Thì cái quá trình phục hồi sau khi điêu khắc á, thì ngày đầu tiên nó sẽ hơi đỏ và rát một chút. Ngày thứ hai nó sẽ khô cái lớp vảy mày lại, nó sẽ giống như cái lớp vảy của chúng ta, nó sẽ khô lại và nó sẽ đậm hơn một xíu ha. Từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 thì nó sẽ có hiện tượng hơi ngứa, và chúng ta hạn chế cái việc chúng ta gãi nhé, thì nó sẽ bị mất màu. Thì cô có một cái lời khuyên như thế này, đối với việc khi mà chúng ta bắt đầu tạo cái lớp vảy và chuẩn bị bong chóc ấy, thì hầu như mọi người đều có tình trạng ngứa. Chúng ta có thể sử dụng những cái móng tay nè hoặc những cái tăm nhọn, chúng ta có thể chấm nhẹ lên cái vùng chúng ta bị ngứa và chúng ta không gãi mà chúng ta chỉ chấm nhẹ thôi để nó giảm cái tình trạng khó chịu ở thời điểm đó thôi ha. Chúng ta không tác động lên gì nhiều nhé. Rồi, sau bong mày thì từ 8 đến 14 ngày màu sẽ hơi nhạt một chút và nó sẽ có cái tình trạng nó hơi trắng trắng và nó không lên màu nhiều đâu, hoặc là màu nó có thể sẽ không đều và cảm giác nó sẽ hơi lẹ, xanh nhẹ. Tất cả trên nó đều là những cái hiện tượng bình thường, thì mọi người lên là dặn dò khách hàng yên tâm là nó sẽ có những cái hiện tượng đó và nó không ảnh hưởng gì cả. Sau 1 tháng rưỡi đến 2 tháng nó sẽ lên màu ổn định, bởi vì sẽ có rất là nhiều khách hàng khi chúng ta dặn dò thì họ thường sau đó họ sẽ quên mất những cái vấn đề mà chúng ta dặn dò đó. Thành ra khi về mà bị gặp những cái hiện tượng đó thì họ có thể có những cái tình trạng đó là họ lo lắng và họ sẽ gọi điện, họ comment chúng ta là tại sao làm mà không có màu, bong chóc ra không có chút màu nào cả. Bởi vì thật ra đấy là cái quá trình tự nhiên của sau bong, nó sẽ giống như là tím tái và có rất chút xanh nhẹ, cũng như là sẽ trắng nhẹ, nhợt nhạt đi, nó sẽ không có màu ngay, nhưng nó sẽ lên màu ổn định trong vòng 1 tháng rưỡi đến 2 tháng. Nên các bạn cứ dặn dò khách yên tâm ha. Và chúng ta khi làm xong thì chúng ta nên nói trước những trường hợp này để cho khách biết ha, đừng quên dặn dò khách những cái vấn đề này ha. Rồi, 4 tuần màu sẽ ổn định dần và da thật sự lành, và tuần thứ 6 và đây là thời điểm thích hợp để mình hẹn khách hàng ghé thăm.
để ghé khách hàng, hẹn khách hàng ghé để mình kiểm tra này, chúng ta bảo hành dặn lại cho khách hàng này. Thì cái bước mà chúng ta dặn dò khách hàng ấy, thì chúng ta có thể là đối với mày thì cô thường hẹn khách hàng tầm từ 1 tháng rưỡi đến 2 tháng, nhưng riêng môi, đặc biệt riêng môi là phải sau 2 tháng chúng ta mới hẹn khách lại, bởi vì ít nhất 2 tháng thì môi nó mới lên màu ổn định được nha các bạn nha. Tiếp đó là sau khi mà chúng ta điêu khắc 30 phút thì dùng bông gòn thấm nước ấm lau nhẹ nhàng cho sạch cái phần dịch mô và bôi một lớp mỏng thuốc dưỡng để cho cái quá trình này nó nhanh lành lại. Thường trong quá trình chúng ta điêu khắc ấy, thì chúng ta có thể là nếu như kỹ thuật của các bạn nó chưa ổn định này, chưa vững chẳng hạn, thì chúng ta có thể có những cái hiện tượng là khắc sâu hoặc là khắc nông, gây ra những cái hiện tượng là chỗ máu và nước mô quá nhiều, hoặc là cái vùng da của khách hàng quá mỏng, thì nó cũng có thể là dù chúng ta đi rất là nhẹ nhàng nhưng nó có thể đẩy máu và nước mô ra rất là nhiều. Thì tránh cái trường hợp đó thì chúng ta vẫn làm như bình thường, vẫn đi nhẹ nhàng đấy các bạn, nhưng mà thường sau khi vừa làm xong nó sẽ đẩy máu và nước mô lên, thì chúng ta có thể vệ sinh bằng cái bông gòn sạch thấm nước ấm và lau nhẹ nhàng lên thôi, không cần phải bôi bất kỳ cái sản phẩm gì, trừ khi cái trường hợp là khi mà chúng ta bôi thuốc mỡ, giống như cô nói lúc đầu đó, đó là đối với những cái trường hợp da đặc biệt mà da dầu, mỡ chất nông to này, hoặc là những cái da khô, da mỏng mà nó nhanh bị tổn thương, thì chúng ta nên cho khách bôi thuốc mỡ để cho nó nhanh lành vết thương lại ha. Còn đối với những cái trường hợp da khô, da trung tính thì chúng ta cứ để bình thường, không bôi bất kỳ cái gì lên cả. Rồi, những điều cần tránh là đối với quá trình là dặn dò khách sau khi thực hiện điêu khắc, đó là không được cạy gãi hay gỡ mày để tránh dẫn đến cái hiện tượng mất sợi. Thì có một số bạn thì thấy những cái sợi mày điêu khắc sau khi nó bong ra, nó bong được một nửa rồi, tại sao nó không bong hết đi, nên là ta ngồi ta ngứa tay quá, ta kéo lốt cái đường còn lại mà nó chưa bong hết, thì nó cũng sẽ có thể gây ảnh hưởng đến cái màu mực của cái sợi đó. Nên là cô khuyên là chúng ta nhớ dặn khách hàng là không được dùng tay cạy chắc đó. Thứ hai đó là tránh tiếp xúc với các dung dịch có chất tẩy rửa, ví dụ như là nước tẩy trang này, dầu gội đầu, sữa rửa mặt này, hoặc là chúng ta trang điểm lên lông mày này, thì cũng không nên nha. Và tránh xông hơi, massage mặt và tiếp xúc với hơi nước, bởi khi chúng ta xông hơi á, thì cái hơi nước nóng nó phà vô mặt chúng ta đúng không, thì nó cũng có thể ảnh hưởng đến cái quá trình này. Thì cái này là dặn dò chung cho cả môi, mí và mày, là chúng ta không trực tiếp là xông hơi hay là để các cái hơi nóng nó phà vô mặt của chúng ta khi chúng ta vừa mới thực hiện dịch vụ phun xăm xong. Đó là một số những cái cô dặn dò, thì cô cũng có một lời khuyên cho các bạn như thế này này. Thì khi mà các bạn làm dịch vụ thì các bạn nên có một cái hợp đồng phun xăm đối với khách hàng. Thì cái hợp đồng phun xăm này là sao? Đó là các bạn sẽ ghi ra những cái khoản, cái mẹ mà để tránh cái trường hợp mà khách sau khi làm xong dịch vụ tại nơi chúng ta làm mà họ quay lại họ comment, thì chúng ta nên đưa cho khách một cái hợp đồng phun xăm trước khi chúng ta làm, hoặc là sau khi chúng ta làm xong thì chúng ta đưa cho khách để khách mang về. Thứ nhất là ở đó chúng ta sẽ ghi họ tên khách hàng, số điện thoại, địa chỉ của khách hàng và cái ngày đăng ký dịch vụ này, cũng như là dịch vụ mà khách hàng lựa chọn. Và chúng ta sẽ ghi cái thông tin chi tiết của khách hàng ở trên đây, bao gồm là yêu cầu khách trả lời một số những cái thông tin mà chúng ta ghi ở trên, ví dụ như là khách có bị trước đó, trước khi khách đến để thực hiện dịch vụ với chúng ta thì khách có mắc bất kỳ cái loại bệnh gì không, ví dụ như là bệnh máu khó đông này, bệnh tiểu đường này, viêm gan A, B, C đó, bệnh HIV này,
hay là bệnh dị ứng này, hoặc là khách có dễ bị nổi mụn và thường hay nổi mụn hay không, các vấn đề bị bệnh tim này, các vấn đề bị bệnh vấn đề về tim mạch, và khách hàng có đang sử dụng cái thuốc loãng máu không, có đang mang thai không, có vấn đề làm việc là khi chúng ta bị chảy xước này kia thì chúng ta có nhanh lành vết thương hay không, và có sử dụng, khách hàng có hiện đang sử dụng bất kỳ các sản phẩm, các chất kích thích gây nghiện như là rượu bia, thuốc lá hay không, hay là đang đến kỳ kinh nguyệt hay không. Là chúng ta luôn luôn là có một cái bảng checklist ở đây và sẽ cho khách hàng điền cái thông tin của họ và xem là tình trạng hiện tại khi họ đến với mình là họ có đang mắc số những cái bệnh như vậy hay không, hoặc những cái trường hợp như vậy hay không, để chúng ta biết chúng ta tư vấn cho khách hàng cái loại dịch vụ phù hợp là một. Cái thứ hai cũng là sẽ biết để là thứ nhất là chúng ta nếu trường hợp nặng thì chúng ta có lên tiếp nhận cái ca khách hàng đó hay không. Ví dụ nhất là trường hợp mà khách mà bị máu khó đông này kia đi, hoặc là bị bệnh tiểu đường, thì chúng ta nếu mà tiểu đường nặng nhẹ chúng ta vẫn có thể làm, nhưng mà cái trường hợp mà tiểu đường nặng nặng hoặc là máu khó đông thì chúng ta cũng không nên tiếp nhận khách hàng, bởi vì tránh cái trường hợp là khi chúng ta làm tất nhiên là nó sẽ phải có cái độ dớm máu nhẹ, thì màu mực mới đưa vào da và đưa xuống được đúng tầng da chúng ta muốn, nhưng điều đó cũng sẽ gây ảnh hưởng đến khách hàng là cái trường hợp hiếm, họ cái trường hợp máu khó đông, vết thương khó lành lại và máu cứ chảy hoài thì nó sẽ ảnh hưởng đến uy tín của chúng ta, nên là chúng ta cần phải checklist trước và hỏi về tình trạng của khách hàng trước khi đến với chúng ta. Rồi ở phía sau đó các bạn nên ghi các cái mục, đó là cần ghi những cái gì, môi thì nó sẽ bao nhiêu ngày nó lột ra và sau khi lột ra nó có những hiện tượng gì, và nếu như khách hàng bị mụn nước thì khách hàng nên sử dụng cái gì cái gì, và mày cũng vậy, giống như lúc nãy cô đã hướng dẫn các bạn đó, các bạn cứ ghi những cái vấn đề đó ra, giống để cho khách hàng một cái tờ đó, một cái các bạn sẽ giữ, một cái các bạn sẽ đưa cho khách hàng giữ, để tránh cái trường hợp khi khách hàng về thì giả dụ cái nào mà khách hàng không nhớ thì chẳng hạn, khách hàng có thể lật cái tờ hợp đồng phun xăm đó của chúng ta ra, khách hàng xem ở phía sau đó là nếu mà khách hàng làm môi thì cần phải dưỡng như thế nào, chăm sóc ra làm sao, thì nó sẽ đảm bảo tốt hơn cái việc là tránh cái tình trạng khách hàng sẽ gọi đến comment chúng ta làm phiền chúng ta khi mà cái tình trạng màu này kia nó chưa ổn định, và cũng tránh cái việc mất thời gian của khách hàng cũng như là mất thời gian của chính các bạn. Đấy là cái mẹo mà từ nãy đến giờ cô đã hướng dẫn với các bạn, cũng như là cách để các bạn chăm dặn dò khách hàng chăm sóc sau phun xăm. Thì cô hy vọng rằng kiến thức ngày hôm nay đủ để cho các bạn nắm mắt, để các bạn có thể dặn dò khách hàng chăm sóc một cách tốt hơn, tiết kiệm thời gian cho chính chúng ta cũng như là thời gian của khách hàng, để cũng như là tạo dựng cái uy tín lòng tin cho khách hàng. Vẫn chia sẻ với các bạn một cái điều tâm huyết của cô, đó chính là khi các bạn làm thì các bạn cố gắng đặt tâm tình của mình vào từng sản phẩm, đặt mọi cái tình yêu thương vào đó, và như vậy thì nó sẽ khiến cái lòng tin của khách hàng cũng như cái sự quan tâm dặn dò ân cần của các bạn đối với khách hàng sẽ tạo dựng được lòng tin của khách hàng đối với bạn, và điều đó sẽ khiến cho khách hàng sẽ quay lại với các bạn nhiều hơn nữa, cũng như có thể giúp các bạn tìm kiếm được nhiều nguồn khách hàng hơn nữa mà các bạn không cần phải quá tốn kém cho cái quá trình chạy tìm kiếm cũng như chạy marketing, chạy online. Các bạn cứ làm hết sức đó, làm bằng cái tâm thì các bạn sẽ có những cái khách hàng yêu quý các bạn. Và hy vọng rằng buổi chia sẻ ngày hôm nay sẽ là một cái gì đó để các bạn có thể có thêm nhiều hơn nữa cái kiến thức hành trang trong cái nghề của chúng ta, và các bạn sẽ phát triển hơn nữa. Hy vọng rằng cũng có thể chia sẻ cũng như nhiều hơn nữa với các bạn, cũng như là các bạn có sẽ góp ý cho cô trong cái quá trình mà hướng dẫn chúng ta, nếu có bất kỳ cái gì hay hơn, hoặc là chúng ta có thể góp ý vào đây để cô có thể thêm vào cái giáo trình giáo án, có thể hướng dẫn các bạn được tỉ mỉ hơn nữa, thì cô cũng rất vui nếu như các bạn gửi ý kiến góp ý. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào lần tới nhé.